Sao nhậu hoài vậy? Sao bà tát vậy? Tôi quên bác. Ngày như mọi ngày. Hai vợ chồng này gây lộn hoài luôn. Thêm cái gì vậy? Hai vợ chồng gây lộn hoài từ sáng đến tối. Ăn cạo ké cho khỏi lộn. Con kiếm được ông thầy. Ông thầy ba lơn núi sập. Đúng. Con giỏi quá. Chỉ có điều là con ô môi thôi. Bởi vì ta là thầy ba lơn, ta có thể hô mưa gọi gió. Muốn chơi mưa không? Dạ. Ba nói cái nào là thiệt? Hộ pha lê thiệt ở trên cái áo nè. Bây giờ thầy muốn cái áo này đúng không? Thì từ từ con cởi. Tại sao mà mê tính gì đang tới mua cái móng ngựa 26 triệu? Tôi thua. Bà thua cái gì? Thua đê. Hả? Chưa nhớ con sông quê nhiều lắm. Ban đêm thức dậy cùng bầy heo. Tuy tôi hay lúa, vậy mà lòng vui. Chỉ cần đón xem chương trình và nhắn tin là có cơ hội rinh quà cùng danh hài đất Việt với phần thưởng 20 triệu đồng mỗi tuần. Đón xem danh hài đất Việt phát sóng lúc 21 giờ thứ tư ngày 20 tháng 1 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 40 phút thứ năm ngày 21 tháng 1 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.